Còn đây là những hàng rau của bà con nè. Qua xã hồi trước xe giờ đông cứng rồi, bây giờ này nè. Bây giờ anh là bà lấy bên trong đang sắp xếp những hàng thịt đó đó. Xe bên ngoài này quá trời đông rồi nè. Bầu bí dưa leo phở qua đậu ngon quá. Nhìn những cái này nó tươi với nó xanh luôn á. Ngoài bà con ô xe cộ quá chừng là vui à. Đến đằng trước đó là có một cái ban quản lý chợ mà các bảo vệ không có cho vào trong nhà làm chợ quay phim, nên Sang chỉ đi bên ngoài này ghi hình thôi, vào trong không có được rồi. À, mọi người thông cảm cho Sang nha. Bên trong nhà làm chợ thì kinh doanh không hiệu quả bằng ở bên ngoài này. Bên ngoài này thì bà con đi chợ đông đúc hơn. Hàng quá bên ngoài bán cũng nhiều nữa, bên trong bán cũng nhiều á, nhưng mà bà con đi thường như bên ngoài nhiều hơn nè. Ở phía trước đó là khu nhà lòng chợ á, phía sau bán rau củ, thịt cá, nhưng bên đó thì Sang vào không có được, các bảo vệ nó không có cho vào trong ghi hình, mọi người thông cảm cho Sang nha. Đây đây, đứng ngoài cũng thấy nè, bên trong này vắng lắm, không có khách, hết xỉu à, hết xỉu người vào trong à. Sơn xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý cô chú anh chị cùng các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye. Quần sáng chỗ này đông vui nhộn nhịp quá. Bún mắm cũng có, bánh canh hoành thánh, hủ tiếu, có cả nước uống đây nữa nè. Khu vực gần bên chợ ở Đông Thạnh này á, nhà cửa hôm nay là cũng đông đúc và việc mua bán cũng sầm uất nữa. Nhưng mà con đều thấy trên con đường này nó hơi không được tốt chút xíu, nó có còn những cái chỗ mà nó gồ ghề á. Bên lề đường bên ngoài này thì cũng có bà con người ta bày biện đồ để bán nè, hoa kiển rồi quần áo.